phải chờ phát sóng chương trình này. Phát sóng chương trình này. Tiến Linh đã trở thành một tay săn mà lợi hại tại V-League. Tuy nhiên ở V-League thì có lẽ Đoàn Văn Hậu chuyền bao để bóng tiếp tục đột phá, lại là quá người Văn Toàn, không được, rất hay, vẫn là Công Phượng, đáng khen cho sự bình tĩnh của Công Phượng. Văn Toàn không bị vị cú sút quả đóng đây. Bóng đi sát cột dọc